Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, đặc biệt là khi các trường học được trở lại dạy và học trực tiếp, làn sóng lây nhiễm COVID-19 gia tăng mỗi ngày và lan rộng vào các nhà máy, xí nghiệp. Hiện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh càng tăng cường phòng chống dịch, trong đó có giải pháp xét nghiệm nhanh đối với người lao động, khách đến làm việc, tài xế vận chuyển hàng hóa. Giải pháp này khiến doanh nghiệp tốn kém hơn, nhưng để sản xuất an toàn, không bị đứt gãy, nhiều doanh nghiệp vẫn nỗ lực duy trì. Điều này càng minh chứng cộng đồng doanh nghiệp luôn chung sức đồng lòng với các cấp các ngành trong tỉnh thích ứng linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Là ngành nghề thuộc lĩnh vực đặc thù, dây chuyền sản xuất phải vận hành 24/24 giờ nên nhân sự phải đảm bảo cho quá trình vận hành này được các doanh nghiệp trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam BBGAS đặc biệt quan tâm. Từng doanh nghiệp trong ngành cũng xây dựng kế hoạch phòng chống dịch hết sức cụ thể, sát thực với đặc thù chuyên môn. Và một trong những giải pháp được triển khai xuyên suốt là xét nghiệm nhanh cho người lao động trước khi bàn giao ca kíp mới. Một ca làm việc của tôi là 4 ngày làm và 4 ngày nghỉ. Trước đầu mỗi ca làm việc thì chúng tôi có test nhanh COVID và đó là cái điều kiện bắt buộc. Là ngay từ đầu, ví dụ như là trước khi vào ca thì chúng tôi đã có kế hoạch là test các cái COVID để là khi mà đối với các trường hợp nào mà nếu mà có bị nhiễm thì chúng tôi sẽ cho người đó ở nhà làm việc và có những cái người khác thì sẽ tiếp tục đi vào ca để tránh cái trường hợp mà lây nhiễm cho các cái anh em cùng trong ca kíp. Với phương châm an toàn mới sản xuất phải an toàn. Từ khi bước vào phục hồi, khi dịch COVID-19 từng bước được kiểm soát, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tích cực chủ động thay đổi phương thức hoạt động để vừa kiểm soát dịch hiệu quả vừa tăng tốc phát triển. Người lao động hàng ngày đến nơi làm việc đều phải khai báo y tế bằng cách quét mã QR code và tuân thủ mọi quy định phòng dịch. Khách hàng, đối tác đến liên hệ, những người cung cấp dịch vụ, tài xế vận chuyển hàng hóa phải xét nghiệm nhanh. Người lao động khi điều động từ các dự án khác về công ty thì trước khi vào công ty làm việc thì phải thực hiện công việc là test nhanh để đảm bảo là tất cả mọi người tham gia làm việc là không bị dính COVID. Ngoài ra thì công tác 5K như công tác luôn luôn đeo khẩu trang và công tác khử khuẩn rửa tay thường xuyên. Một số doanh nghiệp đã tận dụng các cơ sở trước đây làm khu cách ly phòng dịch, nay bố trí thành nơi làm việc riêng biệt cho những lao động là F0 không triệu chứng hoặc là các trường hợp F1 để không lây lan bệnh, đồng thời cũng không làm đứt gãy chuỗi sản xuất kinh doanh. Để cùng cách ly và cùng làm việc theo nhóm và cũng có những cái đang tính đến cái phương án là F0 cũng làm việc theo nhóm của F0, F1 làm việc theo nhóm của F1 và người bình thường thì làm việc trong nhóm bình thường. Thì đó là những cái tính toán để mang cái tính chủ động trong sản xuất kinh doanh năm 2022. Đồng hành cùng doanh nghiệp trong kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, không để đứt gãy sản xuất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có văn bản yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục sát cánh cùng doanh nghiệp triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong doanh nghiệp.